Như các bạn đã biết, SCA đã thay đổi từ hệ thống chứng chỉ bản giấy sang bản online. Có vẻ như chứng chỉ online này dễ làm giả và không trang trọng bằng chứng chỉ giấy. Tuy nhiên, thực ra hệ thống chứng chỉ online có rất nhiều điểm ưu việt. Hôm nay, Decode sẽ hướng dẫn các bạn tải chứng chỉ SCA từ website chính thức của Hiệp hội. Đầu tiên, các bạn vào website sca.coffee. Sau đó các bạn click vào Member Login phía trên màn hình. Chọn khu vực của mình, nếu như bạn đang ở Việt Nam, mình sẽ chọn Asia. Sau đó đăng nhập vào tài khoản mà bạn đã đăng ký từ trước trên website SCA. Chọn Continue as Learner. Các bạn click vào Profile. Và trở xuống dưới cùng của trang. Nếu như đã có chứng chỉ SCA, các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh như trên. Các bạn có thể click vào Download để tải về. Sau khi tải về, chứng chỉ của bạn sẽ có hình thức như trên màn hình, chỉ khác màu tùy thuộc vào kỹ năng mà bạn đạt được. Bạn có thể kiểm tra thông tin của mình trên chứng chỉ. Đây là chứng chỉ của một bạn học viên tại Decode. Bạn có thể kiểm tra thông tin tên, kỹ năng mà bạn đạt được, giảng viên đã đào tạo bạn. Có một điểm đặc biệt, đó là góc bên phải trên cùng của chứng chỉ sẽ có một mã QR code. Mã này sẽ giúp bạn scan rõ ràng về thông tin của chứng chỉ, không lo giả mạo chữ ký, giả mạo chứng chỉ. Bạn có thể sử dụng điện thoại, sử dụng phần mềm QR code trên điện thoại để thử scan mã. Kết quả sẽ thấy như trên. Nội dung kỹ năng mà bạn đạt được, tên của bạn, giảng viên đào tạo cho bạn. Chúc bạn thành công!